và tim thì nó cũng có những cái đường nứt phá ở đây, cơ bản là vẫn có những cái đường này đường kia nứt. Đây chỗ này có cái đường nứt, nhưng mà tim thì thực sự thì so sánh với các cái cây đẹp thì không phải là đẹp. Hello, xin chào các bác nhá. Anh em Sơn vừa mới thực hiện là chốt cây gỗ cẩm hồng các bác ạ. Đường kính của cây này là có chỗ lớn nhất là được khoảng 2 mét, 2 mét mốt. Còn nếu mà chỗ nhỏ thì trung bình từ 1 mét 2 cho đến mét rưỡi, mét 6, mét 7. Nếu mà mét 7, mét 6 là rất là đẹp. Còn nếu 2 mét mốt thì tùy, khi mà xẻ ra mới biết được ở bên trong nó như thế nào. À, thế thì Sơn quay video này để chia sẻ các bác là nếu bác nào mà có nhu cầu muốn chơi hàng cẩm hồng sập liền tấm hoặc là hàng bàn tròn từ mét 3, mét rưỡi, mét 6 thì liên hệ với anh em Sơn sớm, đặt hàng sớm để anh em Sơn có cái sự hỗ trợ các bác trước. Cây cẩm hồng này thì khá là ok, ở bên ngoài là rất là thẳng. Và thực ra cây này thì anh em Sơn cũng chia sẻ các bác là anh này thì anh chủ này thì anh nghĩ là mua dùm cho khách, nhưng bây giờ khách là ở bên nước ngoài không lấy, thế nên là anh ấy bán và thanh lý và chắc là cắt lỗ các bác ạ, nên là giá của cây này thì rất là hợp lý. Nên bác nào mà quan tâm đến cây này thì là để lại liên hệ với anh em Sơn đấy, thì anh em Sơn sẽ hỗ trợ các bác. Đây cẩm hồng này, vỏ của cây cẩm hồng, cây này được cái là cắt ra đây rồi thì tim tim ở đây là nhìn cũng thực ra thì không phải là đẹp, nhưng mà nói chung cũng nhìn thấy tim ổn ở bên trong, nó không bị sâu bị rỗng gì. Và tim thì nó cũng có những cái đường nứt phá ở đây, cơ bản là vẫn có những cái đường này đường kia nứt. Đây chỗ này có cái đường nứt, nhưng mà tim thì thực sự thì so sánh với các cái cây đẹp thì không phải là đẹp, mà cây này thì giá hợp lý các nhá. Tuy nhiên rằng nó là một cái cây khá to, vanh gần 600, nên là cái tấm ngoài bìa được mét 3, mét 4 cũng rất là đẹp. Để làm bàn tròn thì ok ngon lành luôn các bác nhá. Đấy, bác nào mà quan tâm thì liên hệ với anh em Sơn. Bên trong tim thì Sơn cũng chưa biết tính thế nào. Đấy các bác ạ, lúc nào xẻ ra thì mình sẽ tính đến đó. Đấy, Sơn quay video này để giới thiệu với các bác trước. Bác nào quan tâm thì là liên hệ với Sơn sớm để mà được nhận được cái giá ưu đãi. Nếu bác nào đặt hàng sớm thì anh em Sơn sẽ ưu đãi cho các bác hơn, được không ạ? Đấy, đây, nhìn rất là thẳng cây. Khúc bằng kia thì là anh em Sơn sẽ để 5m, 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 5m 3. Thì bác nào làm sập liền tấm dài hoặc là làm bàn hội họp dài 5m, ngồi khoảng 20-30 người đấy, thì liên hệ với anh em Sơn. Mặt mặt cái bàn, mặt cái tấm đó thì ít nhất là từ mét 2, mét 3 cho đến khoảng mét 8, mét 9. Đầu to thôi, còn đầu nhỏ này thì to nhất được mét 7 đó nhá. Đầu to cái thì được khoảng 2 mét cũng có, mà đầu nhỏ này thì nhỏ hơn. Ok, rồi, có gì thì các bác hãy liên hệ với anh em Sơn sớm, đặt hàng sớm để nhận được giá ưu đãi sớm các bác nhá.